Ngày 21 tháng 7, từ nguồn tin riêng, phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng tiếp cận hiện trường một số địa điểm khai thác thiết trái phép tại khoảnh 9, tiểu khu 144A, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhiêm quản lý, thuộc địa bàn xã Đạ Sa, huyện Lạc Dương. Tại đây, các đối tượng ngang nhiên tổ chức khai thác thiết giữa ban ngày, ngay cạnh đường đi. Quan sát hơn 2 tiếng đồng hồ, phóng viên ghi nhận tiếng máy nổ vang cả khu rừng. Những giỏ đất được cho là pha lẫn quặng thiết lần lượt được những đối tượng kéo lên từ giếng sâu hàng chục mét. Để có thể đào sâu giếng khai thác thiết, các đối tượng đã cưa thông, gia cố vào thành đất một cách tạm bợ. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an, kiểm lâm, đơn vị chủ rừng đã huy động hơn 20 người đến tổ chức giải tỏa nóng hai địa điểm. Tại đây, cơ quan chức năng bắt quả tang 4 người, gồm Bùi Đức Xuân, sinh năm 1984, Trương Văn Phương, sinh năm 1989, Bùi Đức Quân, sinh năm 1985, cùng ngụ huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, và Bùi Văn Thắng, sinh năm 1983, ngụ huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, đang khai thác trái phép khoáng sản. Ngoài ra, cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ 2 xe máy, nhiều thiết bị máy móc, vật dụng dùng để khai thác trái phép thiết để củng cố hồ sơ xử lý. Chỗ này là cái giếng này thì đã làm cũng xảy ra cũng lâu, thì đối tượng là đào đải trái pháp luật là cứ thường xuyên là cứ lén lút là quay lại. Bên phía thì cái lực lượng chức năng của huyện Lạc Dương thì gồm có xã Đa Sa, rồi phòng tài nguyên, kiểm lâm, chủ rừng, công an huyện cũng đã thường xuyên là giải tỏa cái này. Ngay cái vị trí các anh hôm nay đang ở đây thì mới trong tháng 6 vừa rồi là chúng tôi cũng đã tổ chức một cái đợt giải tỏa. Đối tượng là đã dừng và vừa rồi là mới quay lại, là trong cái thời gian ngắn này là tiếp tục quay lại để khôi phục để làm cái này. Qua cái thông tin của các anh thì chúng tôi cũng đã huy động ngay lực lượng vô xử lý tại chỗ vấn đề này. Và tiếp tục sẽ theo dõi cái hiện trường này, là nếu mà quay lại làm tiếp thì chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý cương quyết, không để có tái diễn cái trường hợp này xảy ra.